cầu đen đúng kiểu luôn anh chị, bởi vì nước ở đây nó rất là đen. Thôi anh đã đi lên cầu đó, nước đen luôn. View này đẹp, view sông Sài Gòn, view landmark 81. Và đây là con đường Trần Não anh chị nha, xe hơi đậu dài dài ha. Dạ Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 3 giờ, đúng 3 giờ anh chị, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Và em đang đứng ở bên này cầu Sài Gòn. Bên này là vùng đất của Bình Thạnh đó anh chị. Bên kia là vùng đất của quận 2 ngày xưa, bây giờ nó là thành phố Thủ Đức. Và em xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an. Bên trái của em ở đây là cái metro số 1 này anh chị. Còn bên tay phải của em thì chúng ta sẽ đi vào cái khu nhà giàu Vinhome Tân Cảng anh chị. Nhắc tới Vinhome Tân Cảng thì cái cầu Sài Gòn đây ngày xưa trước năm 75 thì nó còn được gọi là cầu Tân Cảng, và nó chỉ có một nhánh thôi. Bây giờ cầu Sài Gòn 2 này là mới vừa xây sau này đây anh chị. Cái nhánh đi ngược từ Thủ Đức đi về đây đó, đó là cái nhánh cũ ngày xưa. Chiều hôm nay thì em muốn mời cô bác anh chị cùng đi dạo phố một cái vị trí bên khu vực quận 2 cũ, ngày nay là thành phố Thủ Đức. Chiều cuối tuần, hy vọng cô bác anh chị có những cái giây phút dạo phố Sài Gòn thật là thú vị với Sài Gòn hôm nay. Và bây giờ em mời cô bác anh chị chạy từ từ lang thang lên cầu Sài Gòn. Trời Sài Gòn hiện tại bây giờ thì anh chị thấy là khá là mịt mù ha. Mây, có mây bao phủ, chắc có lẽ là không mưa. Với cái những cái đám mây này thì em nghĩ có lẽ là không mưa lắm đâu. Chú ý đi chậm và giữ khoảng cách. Cầu Sài Gòn 2 năm 2013 đây anh chị. Đó, khánh thành năm 2013. Và bên mé tay phải đây anh chị có thể thấy những cái nhà của khu Villa Vinhome Central Park. Đó. Cầu Sài Gòn, người ta còn gọi là cầu Tân Cảng anh chị. Newport. Tân Cảng này là để phân biệt cái cảng Sài Gòn bên quận 4 ngày hôm nay đó. Cảng Sài Gòn cũ quận 4 ngày hôm nay thì nó được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 19 lận anh chị. Còn sau này thì cái cảng Tân Cảng mới này thì cầu Sài Gòn được xây năm 1958 và cho tới khoảng năm 1961 thì nó khánh thành. Và sau đó những năm sau đó thì mới hình thành cái cảng quân sự ở khu vực này. Thì lúc đó người ta mới gọi là cầu Tân Cảng, khoảng năm 66-67 gì đó. Khi mà hình thành cái cầu Sài Gòn này xong á, thì hai bên đa số toàn là những cái ruộng lúa không à. Ruộng lúa lau sậy, nó khá là hoang vu. Sau đó thì mới phát triển thành cái cảng quân sự, thì người ta mới gọi là cái cầu Tân Cảng. Và cái cầu này thì chắc chắn là nó bắc qua dòng sông Sài Gòn rồi. Tên cầu ngày hôm nay thì nó đã nói lên tất cả. Và trong cái clip này thì em mời cô bác anh chị đi dạo với em ở cái khu bên tay phải đây này anh chị. Bên tay phải của em là con đường Trần Não nha. Con đường Trần Não hôm trước em tính đi một lần rồi, nhưng mà lỗi hẹn với cô bác anh chị hôm nay em sẽ thực hiện các clip dọc theo bờ sông Sài Gòn của con đường Trần Não để cô bác anh chị có dịp tham quan lại ha. Ở bên mé tay phải của em ở đây thì nó có những cái chiếc thuyền đang neo đậu, cano đang neo đậu đó, là cái khu này anh chị ha.
sát bờ sông Sài Gòn. Không biết là cô bác anh chị hồi ngày hôm nay có còn nhớ những cái kỷ niệm ngày xưa, hình dung được cái khu vực này hay không. Bây giờ nó thay đổi khá là nhiều. Bên tay trái của em là khu vực Thảo Điền với những cái chung cư, một rừng chung cư đó. Còn bên tay phải của em thì là khu An Khánh, An Phú, Trần Não, quận 2 ngày xưa. Ngày xưa khi mà quận 2 chưa có phát triển như bây giờ thì cái khu vực đường Trần Não này nó đã là một cái khu vực rất là nổi tiếng anh chị, cùng với lại khu Thảo Điền là giàu có và đắt đỏ bậc nhất của quận 2 ngày xưa. Vùng đất Thủ Thiêm thì mới những năm gần đây thôi, sau khi xây cầu rồi trước đó phát triển một vài cái khu chung cư, bây giờ nó đắt lắm, nó đắt nhất quận 2 rồi đó, quận 2 cũ đó. Còn ngày trước thì phải nói khu Thảo Điền và khu Trần Não này là hai con đường có cái giá nhà đắt đỏ nhất của khu vực quận 2. Và ngày trước năm 75 thì nhiều khi người ta còn gọi cái cầu Sài Gòn này là cầu xa lộ, bởi vì bên này nó nối giữa hai bên của xa lộ Biên Hòa anh chị. Còn ngày hôm nay thì nó gọi là xa lộ Hà Nội rồi đó. Cái view màn hình của em nó bị trục trặc. Cô bác anh chị đợi em một chút xíu nha. Em sẽ kết nối lại với cái điện thoại để em nhìn cái view. Lâu lâu nó vậy anh chị. Lâu lâu nó bị mất hình. Ồ, có vẻ như dưới Thủ Đức, chợ Thủ Đức rồi đó, có vẻ là đang mưa. Anh chị thấy buổi chiều thứ bảy khu vực đầu Sài Gòn xa lộ Hà Nội ngày hôm nay đây đông đúc xe cộ anh chị ha. Có thể nói khu vực này ngày hôm nay nó rất là phát triển, và cái cầu Sài Gòn nó là một trong những cái cửa ngõ, ngày xưa nó là cửa ngõ độc nhất của khu vực phía đông của anh chị. Nếu như anh chị đi về cái hướng mà Bình Thuận nè, Đồng Nai nè đó, Phan Rang, Phan Thiết rồi đó, thì chúng ta bắt buộc phải đi qua cái cửa ngõ này, cho nên là nó kẹt xe ghê lắm. Sau này thì có thêm Mai Chí Thọ, Hầm Thủ Thiêm đó, nó đỡ bớt một phần nhưng mà vẫn đông. Bây giờ thì có thêm Phạm Văn Đồng anh chị ha, người ta có thể đi Phạm Văn Đồng ngay chỗ cầu Đồng Nai đó. Ngay chỗ cầu Đồng Nai là anh chị có thể quẹo về quốc lộ 1K đi cầu vực Linh Xuân thì chúng ta qua Phạm Văn Đồng. Chứ ngày trước thì bắt buộc phải chạy theo cái hướng này. Bây giờ ở đây thì em sẽ mời anh chị chúng ta quẹo bên tay phải cùng với em, chúng ta đi vào con đường Trần Não nha. Sau đó thì chúng ta sẽ men theo cái dòng sông Sài Gòn thì để mời cô bác anh chị đi dạo. Tất nhiên là tới khúc nào đi được thì hay khúc nấy anh chị. Con đường bên trong đây là con đường song hành với xa lộ Hà Nội. Không biết ở ngoài Hà Nội có xa lộ Sài Gòn không? Chứ ở Sài Gòn là có xa lộ Hà Nội rồi đó anh chị. Ở đây thì có một cái công viên bên tay phải, và buổi tối sẽ có rất là nhiều người. Người ta hành nghề ở đây anh chị. Bên tay phải cái công viên của em đây, tối là một số các chị sẽ ngồi ở đây. Ở đây nè, ngay cái bùn binh phía trước á, thì anh chị sẽ quẹo trái để chúng ta đi con đường Trần Não nha. Còn mà
Nếu mà cô bác anh chị quẹo bên máy tay phải đó, quẹo bên máy tay phải đó, chúng ta đi thì chúng ta sẽ đi về khu Thảo Điền, hoặc là chúng ta sẽ đi ngược lại lên cầu Sài Gòn về ngã tư Hàng Xanh. Ngay chỗ cái góc này thì em đứng lại một chút để anh chị có thể nhìn ha. Cùng với đó là xe cộ nó đang khá đông. Bên kia thì anh chị có thể thấy Landmark 81 nó lú lú lên đó. Còn trần não thì bên mé tay phải của em, tay trái của em, xin lỗi anh chị. Tay trái trần não thì anh chị đi về Lương Định Của luôn ha. Đó. Rồi Sài Gòn thì bây giờ hơi bệt bệt, màu sắc nó bệt bệt như vậy. Rồi bây giờ thì em đang phân vân cái đường đi. Bây giờ thì mời anh chị chúng ta đi thẳng hướng này luôn nha. Có thể em chạy tới qua bên kia cầu Sài Gòn ở dưới cái giả cầu đó. Sau đó cái em quẹo ngược trở lại để mà đi vào cái khu sát mé sông. Công viên đây buổi chiều cũng mát mẻ quá anh chị. Giờ trời có mây nhiều chứ không là cái hình ảnh nó sẽ rất là đẹp. Ở đây anh chị có thể quay đầu được nè. Phía trên đó là anh chị thấy cầu Sài Gòn. Đó, cầu Sài Gòn đó. Còn bây giờ em sẽ đi qua cầu Sài Gòn xong cái em quay đầu ha, quay đầu bên trái ngược lại đi về cả mé bờ sông. Dưới cầu Sài Gòn là cái nơi nghỉ ngơi cho rất là nhiều người đi đường. Và đây là cái metro. Đó, metro đó. Vị trí này thì có sầu riêng ly 6, 5, 6, 7, 8 ha, rất là nhiều giá nào cũng dính. Nếu mà anh chị ở đây anh chị vào phải nè thì chúng ta sẽ đi về khu Thảo Điền cũng được, con đường Quốc Hương đó, hoặc là chúng ta sẽ quẹo phải để chúng ta đi lên cầu Sài Gòn về Hàng Xanh. Còn ở đây nếu anh chị đi thẳng thì sẽ đi con đường Nguyễn Văn Hưởng đó. Còn ở đây thì em sẽ xi nhan bên mé tay trái để quay đầu bên trái. Xe khá đông quá anh chị, muốn qua nó cũng khó. Mình xuất phát từ trong lề cho nên là phải nhường chờ thoáng xe một tí mới đi được. Ở sát cái bờ sông Sài Gòn bên này thì có một cái biệt thự, một số cái biệt thự ha, khu nhà giàu. Em cũng lâu lắm rồi không ghé về nên em quên cái tên luôn rồi. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng đi với em, trời xe nó đông quá. Muốn qua đường rất là khó luôn anh chị. Phải nói đây là một cái thử thách. Nườm nượp phía sau lao tới, mình đâu có qua được. Qua họ cũng không có nhường đâu. Sài Gòn chạy xe ít nhường nhau lắm anh chị. Cứ thế mà lao tới thôi. Thôi chắc là em phải xuất phát thôi, chứ để mà đợi thì chắc chắn là rất là lâu. Đó, thấy chưa? Bim bim liền. Rồi, ở đây mình được quẹo rồi. Rồi, em chờ đèn nè. Chờ đèn xanh cái em quẹo. Bên trái anh chị thấy ở đây cũng là cái bờ sông Sài Gòn này ha. Người ta cũng đang còn đứng câu cá rồi đó, anh chị thấy không? Đó, câu cá rồi đó. Rồi.
Rồi, em mời anh chị bắt đầu quẹo cùng với em nha. Đó, ở đây thì anh chị sẽ thấy lại được cái metro. Đây là cầu đen, cầu đen 1. Cầu đen đúng kiểu luôn anh chị, bởi vì nước ở đây nó rất là đen. Thôi anh này đi lên cầu. Đó. Nước đen luôn. Rồi đây cầu cá. Ngồi trên cái cầu câu cá luôn, vui quá anh chị ha. Rồi cầu Sài Gòn, đây là cầu Sài Gòn cũ nè. Đó, còn bên trên bên ngoài này là cầu Sài Gòn mới nè. Bên này cũng có một cái công viên. Đó thì bây giờ em sẽ mời anh chị vùng quẹo bên máy tay phải với em nha. Đây có một cái dàn gì giống như dàn quảng cáo ha, người ta bỏ chưa có làm hay gì. Đó, bên này là có những cái khu khách sạn nha, khá là sung sướng ha, khách sạn nhiều lắm anh chị. Đây này, ở đây thì bây giờ em mới sực nhớ nó cũng là một cái khu khách sạn, rất là nhiều khách sạn anh chị. Đây ha, đầu đây là khách sạn không là khách sạn đó. Thì bây giờ em sẽ quẹo bên máy tay phải luôn. Ở đây có một cái khu vực làm neo này, dậy làm neo hay gì anh chị, đông quá trời anh chị thấy không, nắng neo studio ở dậy làm neo. Và ở đây thì khách sạn khá là nhiều anh chị ha. Em sẽ quẹo một chút vào hướng này nha, ra cái bờ sông đó. Khu này thì bên tay trái của em là toàn là những cái nhà lớn không à, hotel khách sạn này đó. Nhà liền kề nó ra cái bờ sông đây. Con đường Trần Não đó anh chị, đây là cái khu biệt thự đó, đây là cái bờ sông, trong kia là những cái nhà kho. Và thường thì anh chị hay đi bên mé Vinhome Central Park ha. Đó, nhưng mà bên này thì ít khi đi, hôm nay em mời của bác anh chị dạo ở đây. Anh chị có thể thấy Landmark 81 này đó, Landmark 81 ở phía giữa đó, giữa hai cái bảng quảng cáo đó. Chỗ này có một cái bãi giữ xe, ở đây khách sạn anh chị thấy không, 3-4 cái khách sạn người ta để cái bảng đó, Sông Lam Bình An. Khu này đang làm công viên hay sao á. Quán cà phê. Cà phê mà cà phê dạng cà phê lùm á anh chị. Ở đây thì nhiều cái nhà á. Nhà cao tầng rồi khách sạn này anh chị thấy không? Sông Lam này. Ủy ban nhân dân phường An Khánh, xe của Ủy ban nhân dân phường An Khánh. Khu này An Khánh, An Phú. Đây giống như là cái công viên đó anh chị. Con chó. Đây là ra cái bờ sông. Chúng ta có thể ra đây câu cá rồi đó anh chị. Đi bộ dọc bờ sông này cũng hay. Hôm nay em mời cô bác anh chị đi tham quan cái khu bờ sông bên này. Chết cha. Có lẽ là muốn mưa anh chị.
cầu Sài Gòn đó, anh chị thấy không? Cầu Sài Gòn. Hôm nào cái em mời anh chị đi lội bộ ở đây nha, lội bộ ngắm cảnh ở cái khu vực sông Sài Gòn này. Em không, hôm nay mới biết cái khu này có cái bờ kè nè anh chị. Chứ thường chạy ở trên cầu Sài Gòn nhìn xuống khó thấy lắm. Có cái bờ kè. Và hôm nào thì em mời cô bác anh chị đi dạo xem những cái du thuyền nhỏ nhỏ ở đây. Trời trời muốn mưa rồi. Có thể là sẽ mưa. Đó, nhà ở đây. Bên trái thì anh chị chạy ra lại con đường Trần Não nha. Em sẽ mời anh chị đi dạo dọc theo cái đường này là đường số 20, tức là bên trái là rất là nhiều cái khách sạn với lại những cái nhà liền kề. Sắp tới thì chúng ta có những khu biệt thự nữa. Còn bên tay phải của em là cái khu công viên, giờ người ta đang làm quán cà phê. Và ở đây thì có một cái chuyến bus sông. Đường xá thanh thang quá anh chị ha. Đó, ở đây thì chúng ta có cái lối, có cái hướng là water bus này. Sài Gòn ga tàu thủy Bình An đó anh chị, thấy không? Ở đây thì chúng ta có thể đi xuống tới bến Bạch Đằng rồi được nè ha. Ga tàu thủy Bình An. Nếu mà đi dạo dọc theo cái bờ kè này cũng rất là vui, đẹp. Nó có một đoạn ở đây thôi anh chị. Bên kia là cái khu nhà giàu rồi. À. À, ở đây cái view đẹp quá. Cái view ở bên này nè, view ở bên tay tay phải của em là có Landmark 81. View ở bên tay phải của em này. Đó, anh chị. Đẹp quá trời luôn. Ở đây thì người ta rào chắn lại khu biệt thự rồi, người ta làm cái quán nước ở đây vào buổi chiều. Đó. Còn ở bên này thì anh chị thấy là bắt đầu những khu biệt thự này, anh chị thấy không? Biệt thự quận 2, chiều chiều cuối tuần mà thanh bình quá anh chị. Ra đây có vẻ không khí nó mát mẻ lắm. Quá trời. Em mời cô bác anh chị đi cùng với em đi lên đây một xíu nha. Xem thử coi ở đây nó đẹp, khá là đẹp. Dạ. À, anh chị thấy không? Người ta cắm cho xe lên lề rồi đó. View này đẹp. View sông Sài Gòn. View Landmark 81. Thơ mộng và thanh bình. Hôm nào mời anh chị đi dạo phố ở đây. Còn bây giờ thì em mời anh chị đi vào khu biệt thự. Đó. Khu này cũng không có đi dạo được xa đâu anh chị, đi có một đoạn ở đây là coi như hết rồi đó. Vì khúc dưới này là ta rào lại để làm khu biệt thự rồi. Rồi, đây có cái chỗ quẹo luôn nè.
Em mời anh chị quẹo luôn nha. Quẹo vô đây coi đi tới đâu. Đó này, ra Trần Não nè anh chị, thấy không? Bên phải em là biệt thự, nó có cái tường rào luôn ấy. Chiều vắng vắng á, xe ở đây người ta đậu ở ngoài trời không à. Đó, cái nhà to quá trời anh chị. Đó, nhà gì đâu mà cái cổng nhìn hú hồn luôn. Tính mét tới không mà thấy mệt xỉu rồi. Có bảo vệ ở đầu này, chốt văn phòng. Đó, chốt nè. Rồi, ở đây cái nó bị sụp hầm này. Có cái lỗ người ta để hai cái thùng xốp để né, chứ không là xe nó sụp. Đó, một số cái ngôi nhà ở đây cũng khá là đẹp. Cái này là chúng ta đi ra đường Trần Não anh chị nha. Trần Não này. Đó. Ở đây thì chúng ta có thể quẹo quẹo phải được luôn á. Đó. Vô mấy khu biệt thự đó. Em muốn mời anh chị quẹo trái trước, nhưng mà chỗ này thì lại không quẹo trái được, nó ra tới đầu đường mất tiêu. Đó. Cái khu đường Trần Não này nó cũng rộng lắm anh chị, chứ không có nhỏ đâu. Bên kia nó còn là một khu rất rộng, lan tỏa dài dài tới mấy cái khu An Khánh, An Phú, rồi An Bình, rồi đường số 21. Em quẹo ngược lại nha. Ở đây chúng ta không có quẹo trái được. Ở đây em thấy nó có một cái con đường mòn này đó, đường mòn lối mở đó. Mời anh chị quẹo đường mòn cùng với em nha. Chúng ta đi qua bên phải đây. Tí xíu nữa em mời anh chị đi vào bên trái nữa là xong. Chưa đi hết được con đường Trần Não luôn anh chị. Biệt thự ở đây to thiệt chứ. Nhưng mà xây cũng lâu rồi, thấy cũng cũ. Đây có một con đường người ta có thể đi xe máy được không? Đó, đây là đường mòn nha. Đường mòn bên hông một cái miếng đất to, đây có rau khoai này, rau lang đó anh chị. Đó, em chạy qua đây. Đây là cũng là cái khu biệt thự. Thì dọc theo những cái con đường này thôi. Dọc theo những cái con đường dọc theo đường Trần Não và con đường song song với lại sông Sài Gòn thôi. Nhà toàn là nhà lầu xe hơi. Khu này là đường số 20, phường An Khánh. Có nhiều cái địa chỉ người ta để phường An Khánh, quận 2, Thủ Đức. Vừa quận 2 mà lại vừa Thủ Đức nữa. Đây anh chị thấy cái landmark chưa? Đó. Landmark 81. Ui, đẹp ui luôn. Ra bên phải em là chạy ra lại cái ga tàu thủy đó anh chị. Bờ sông đó. Nhà đang xây. Rồi em chạy ra đường Trần Não anh chị nha. Khu này cách đây khoảng chừng 3 năm á, em có đi một lần về cái chỗ cái bờ sông Sài Gòn thì em thấy nó ngập. Triều cường á, ngập. Không biết bây giờ nó còn ngập hay không. Rồi ở đây thì em ra Trần Não rồi. Và em sẽ quẹo bên tay phải đi xuống. Hướng bên phải của Trần Não thì chúng ta đi về khu Lương Định của anh chị nha. Đây thì em sẽ mời anh chị quẹo phải con đường số 21 để chúng ta đi vào biệt thự. Còn dọc theo con đường Trần Não này em cũng chưa đi được nữa. Ở đây là quẹo được liền nè anh chị. Vừa vào là quẹo được liền.
Đây, con đường này quẹo được liền nhưng mà nó là hẻm khu. Xuống đây, xuống đây chúng ta quẹo nữa. Đây, toàn là biệt thự không ha. Biệt thự với lại nhà phố liền kề. Bên trái là cuộc. Đây cuộc hết rồi. Ở đây nhỏ quá anh chị. Khu này không có lớn. Em quẹo ở bên tay trái rồi, có cuộc không? Tay trái này không cuộc. Tay trái không cuộc này ghê quá anh chị. Nhà ở đây thì cũng không phải mới, xây cũng lâu quá. Đường xá cũng cũ. Nhà ở đây mà nếu mà anh chị mua những cái căn mà view gọi là view landmark á, thì thôi rồi á, nó rất là đắt tiền. View landmark chó sủa nữa. Ở đây thì chắc là hẻm cuộc. À, hẻm thông nè anh chị. Nhưng mà thông qua cái hẻm hồi nãy em đi á. Đây nhỏ thôi, có mấy cành. Không nhiều. Thôi bây giờ em quẹo bên mé tay phải nha. Em chạy ra đường Trần Não và mời anh chị đi Trần Não cho vui. Bây giờ càng ngày đất càng chật, người càng đông. Rồi những cái khu đất cảng, đất quân sự, doanh trại đồ ngày xưa ấy, người ta xẻ ra, người ta bán phân lô hết. À, như bây giờ đó, anh chị thấy không? Mấy cái khu này ngày xưa là cảng, các cái cảng quân sự không? Và đây là con đường Trần Não anh chị nha. Xe hơi đậu dài dài ha. Khu này thì về đêm nó ăn chơi cũng có tiếng lắm anh chị. Bánh mì, xôi mặn. Đây là vào KFC. Bây giờ mới có tầm khoảng 3:30-4 giờ mà đường xá bầu trời nhìn nó bệt ra, nhìn nó tối quá anh chị, giống như là 5:30-6 giờ tối. Đường số 24 nè, bên phải của em. Hôm nay chắc là phải mời anh chị đi hết cái con đường Trần Não này rồi, chứ để không thì hẹn hoài à. Trần Não này bây giờ phát triển nhiều. Bên trái em là một cái khu rất là rộng anh chị, còn đi dài dài chúng ta có thể ra khu tái định cư Bình Khánh luôn đó nha. Bên trái của em đó, bên phải thì nhỏ thôi, bên phải là dọc theo cái bờ sông Sài Gòn mà.
này đường số 29 nè, quẹo vào mấy cái hẻm cụt không anh chị, vô mấy cái con đường cụt đi vòng vòng ra bờ sông, hôm nào mà anh chị khám phá tiếp tục những cái con đường bên phải của em nha, ra bờ sông Sài Gòn đó. Hôm nay em sẽ chạy con đường Lương Định Của này cho nó hết luôn. À, con đường Trần Não chứ anh chị, em xin lỗi. Chiều cuối tuần dù sao thì nó cũng rất là yên bình anh chị, không khí không có xô bồ hối hả giống như là những cái ngày trong tuần. Sắp tới trung thu rồi anh chị ha, còn chắc khoảng chừng 10 tháng 9 là trung thu rồi, 10 tháng 9 dương lịch đó. Ở phía dưới này nè là anh chị phải xi nhan trái liền nha. Đó, nếu anh chị đi con đường Trần Não mà muốn đi thẳng đó thì chúng ta xi nhan trái ở đây, chúng ta phải quẹo qua cái lane bên kia đó, còn lane bên này là không có đi thẳng được, đi nó đi vào cái khu biệt thự phía bên hông bờ sông Sài Gòn đó. Chúng ta đi ở đây nè, chạy hướng này thì tới đường Lương Định Của luôn, cái khu mà vắng. Hôm trước em có thực hiện một cái clip. Đó, ở chỗ này là rừng cây lau sậy rồi đó. À, khúc này là giao với đường Lương Định Của đây nè anh chị. À, chúng ta có thể chạy ra cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2 được luôn. Và ở đây thì chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip của mình. Cái đoạn trước này thì hôm bữa em có thực hiện mới đây thôi, một cái clip rồi. Đoạn này là ngã tư Lương Định Của với Trần Não. Bên trái anh chị chạy ra Mai Chí Thọ. Đó, bên phải thì anh chị đi vào mấy cái khu vắng hoang hoang ra cầu Thủ Thiêm. Thì hôm bữa em có thực hiện ở đây rồi nên là hôm nay không lặp lại nữa để anh chị xem lại mất công. Rồi em xin tạm dừng cái clip ở đây và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. À, đi thẳng thì anh chị đi ra Mai Chí Thọ luôn. À, cái cầu này đi lên này, lên cái con đường mới xây này, đường đang mới làm này. Đó. Rồi, em tạm dừng các clip ở đây. Bye bye. Hướng này thì anh chị đi thẳng ra cầu Thủ Thiêm nha, cầu Thủ Thiêm 1, cầu Thủ Thiêm 2 luôn.